Alo, đâu hết rồi mọi người ơi. Đây. À rồi, nãy giờ đã làm xe hợp lý chưa? Có đấy có gặp vấn đề gì không? Mấy cái chỗ mà mấy cái chỗ năm năm bốn năm cái icon gì mà cái chỗ cái list nhà đó anh, thì sao ví dụ như một không hẳn là ví dụ một icon không, ví dụ một cái hình ảnh thì mình sao để mình đo chính xác được là mình cần bao nhiêu pixel trái phải để mình lồng vào đúng cái vị trí mình muốn. Thì đây nhá, về cơ bản thì mỗi một cái icon nó sẽ có cái hình dạng khác nhau. Để anh xem màn hình cho coi. Đấy, nhưng mà bây giờ mình có cái nhà của tôi lại đi. Rồi, mỗi một đây, chỗ đây chẳng hạn. Mỗi một cái icon, anh sẽ dùng cái tool là Vsbug này này. Đó, thì anh đo được là, ví dụ anh dùng cái thước, cái chế độ thứ hai này. Đó là anh đo được một cái thằng icon cơ bản đấy, anh hover chuột và các bạn sẽ thấy nó hiển thị này. Kích thước size của nó là 14 nhân 16 pixel là của cái icon này. Tiếp theo anh di chuyển qua thằng thứ hai. Nó cũng là 14 nhân 16 pixel này. Thằng thứ ba nó là 14 nhân 14 pixel. Đấy, thằng này nó là 20 nhân 22 pixel. Đó, là cái này cũng là 14 nhân 14. Nghĩa là ngoài cái hình nhạc chuông này, tất cả các thằng còn lại nó đều có một cạnh là 14 và cạnh còn lại là bao nhiêu đấy. Nghĩa là ví dụ ở đây này, nó là 10 16 nhân 14, nghĩa là ngang là 16 đấy, còn dọc là 14 đấy, thì ít nhất là mình sẽ xét cứng một cái độ cao là chiều cao là 14 pixel nữa này. Đấy, còn chiều rộng á, cái chiều còn lại á, mình đơn giản là mình cho nó tỷ lệ là được. Bởi vì đa số các icon á thì nó đều có cái hình dạng là hình chữ nhật hoặc là hình gần với hình vuông nhất. Nên là nó sẽ không có trường hợp, ít có trường hợp là kiểu là một cạnh mình để 14 pixel rồi nhưng mà cạnh còn lại nó là 28 pixel ấy, nó kiểu nó bị cạnh gấp đôi cái chiều còn lại á. Đó thì khi này mình chỉ cần set cái kích thước một cạnh cho nó là được. Ví dụ bây giờ nhá, anh lên mạng tải icon đi. Này. Hình ảnh. Anh có thể lên nhiều web anh tải icon. Vừa nãy có là một cái website nó cũng là web có icon đấy. Để anh vô lại thử icon8.com thử coi được không này. Bây giờ anh sẽ thực hành anh thử thay luôn cho các bạn coi này. Thì về cơ bản những cái icon này nó là free này. Và mình nên sử dụng icon có cái đuôi là SVG. Thì để anh giải thích này. Có thuật nhiều thuật toán nén hình ảnh. Trong đó ba thuật toán nén hình ảnh phổ biến nhất nó sẽ tạo ra ba cái đuôi. Đó là PNG, JPG và SVG. Thì đặc điểm của PNG và JPG á, thì nó sẽ có độ phức tạp cao hơn, nhiều màu sắc trong một cái hình ảnh được. Đấy, và dung lượng file của nó thì thường là khá nặng, trong đó PNG là nặng nhất. Tuy nhiên ưu điểm của PNG là nó có thể tạo ra ảnh không có nền. JPG thì tạo ra ảnh có nền. Đấy, nền của nó bắt buộc phải có nền, nó không thể trong suốt được. Và nền của nó có thể là trắng hoặc là đen. Đó, hoặc là nó có một cái màu bất kỳ gì đó, nhưng mà nó không thể là trong suốt được. Trong khi đó PNG thì có thể. Còn SVG á, tại sao lại thích hợp để làm logo hoặc là làm mấy icon này? Bởi vì cơ bản á là PNG, SVG nó kích thước là cực kỳ nhẹ, nhẹ nhất trong các loại file. Và ưu điểm nhược điểm duy nhất của nó thôi là nó không có nhiều màu sắc, gọi là nó chỉ có một vài màu sắc thôi, không thể có những màu sắc phức tạp được. Đấy, tuy nhiên là dung lượng nó rất là nhẹ và ngoài ra thì cái độ chi tiết của nó rất là cao. Ví dụ như nhá, anh zoom cái hình này lên, anh có thể zoom đến vô cực. Nhưng mà các bạn thấy này, ở đây nó dùng hình ảnh này. Khi anh zoom lên thì các bạn đã thấy dấu hiệu của vỡ nét rồi này. Tuy nhiên là những cái chỗ mà anh ví dụ cái chữ này, cái text thì nó chính là một dạng vector đấy, nó là một dạng icon thì nó sẽ không bị bể. Đấy. Ví dụ như cái icon này anh zoom to đây này. Đây, cái icon này anh zoom rất là to nhưng mà nó không bị bể. Nó vẫn giữ được cái Ủa, sao nó chạy đi đâu mất của anh rồi. Rồi. Giả sử anh dùng cái icon bookmark này đi. Anh download cái độ kích thước của nó, anh sẽ để là SVG và size là size nhỏ nhất thôi. Download này. Bây giờ anh sẽ cho vào cái code này.
HTML này. Đó, asset này. Vừa nãy anh có s thế rồi. Thế hết rồi, bây giờ anh sẽ có thêm một folder là icon nữa. Icon có s rồi. Anh sẽ đổi tên cái icon này là bookmap thôi. Bookmap.jpg. Được chưa? Thì bây giờ để sử dụng cái hình ảnh này trong thay cho cái số 1 của cái này đấy. Đấy thì về cơ bản anh sẽ vẫn đưa vào như bình thường thôi. Rồi, từng cái music item này. Thì bây giờ cái icon nhá. Thay vì cái icon này thì anh sẽ họ sử dụng nó một thẻ img đấy, dùng thẻ img như bình thường, src của nó này là chấm xiệc asset chấm xiệc này đến asset này xiệc đến icons này xiệc tới bookmap.sg được chưa, alt của nó anh đặt là icon rồi. Ok mình xem này, đã tạo ra cái icon này rồi nha, bởi vì cái ở đây cái class là icon, anh đang cho nó cái màu, anh bỏ cái này lên. À, rồi cái icon bây giờ cái icon của anh nó đang có màu, nó kích thước là 30 nhân 30 pixel đấy, thì bây giờ anh cần cái icon này nó có màu à, kích thước size nhỏ hơn phải không, ví dụ cái icon này anh đang set nó là width hay là 25 pixel rồi, nhưng mà tại sao nó không ăn theo, bây giờ anh set ví dụ là 15 pixel thôi này, hay là 15 pixel, hoặc là các bạn có thể lấy số 14 như cái giao diện ở bên kia cũng được. Đấy, nhưng mà thằng này nó không ăn theo thì do là cái mình phải set width của nó là 100% thử thôi đó, thì height của nó là 100% đấy, khi đó thì nó mới ăn theo cái thằng bên ngoài đó, thấy chưa, là nó sẽ ăn theo kích thước gọi là của thằng cha của nó. Thì bây giờ anh có thể select nha. Thay vì tạo một cái class khác cho cái image này này thì anh có thể select kết hợp cái câu selector vừa nãy này chấm icon này và sau đó là thằng con là img thì có width là 100%, hay hay là các bạn có thể set 100% hoặc là auto cũng được, hay anh để auto đi đó, rồi vào cái kích thước icon này anh cho là 15 nhân với 15 pixel đó, thì thử xem đấy nó sẽ được một cái icon như mong muốn đấy này đó, thấy chưa đó. Đó. Tương tự rồi anh copy cái icon này ra cho những cái thằng khác, copy làm mấy cái icon nó giống như cái giao diện là được. Cách ra này, cách ra, cách ra. Đó. Đó là các bạn thấy chưa? Anh tạo được năm bốn icon này. Tương tự các bạn chỉ cần tải cái icon khác về xong rồi thay cái đường link ở đây là được. Thì hiện tại anh đang để được một cái icon này và cái icon này thì nó đang cái thẻ deep này bao lấy nó ấy, nó đang bị gọi là bị không cái div này nó nằm giữa rồi nhưng mà cái nội dung bên trong nó chưa giữa, anh cho nó cái display bằng flex này, xong rồi anh justify content này center align tầm center đấy thì nó nằm giữa chưa, nó nằm giữa, bây giờ những khoảng cách giữa các icon đấy phải không, thì anh có thể là giữa những cái icon này đấy icon anh sẽ ở đây nhá, giữa cái icon anh sẽ có lấy cái margin right, margin right là bao nhiêu pixel, margin right là ở đây anh thử đo này, khoảng cách giữa hai cái icon này là anh dùng cái thước này này để anh đo, ví dụ giữa cái nút play và cái nút này là 12 pixel, những đoạn khác này khoảng là 12 đến hoặc là 14 pixel đó. Đấy. Thì anh sẽ lấy một số chung, ở đây là đa số nó khoảng cách nó đều bằng bao nhiêu, nó khoảng đều khoảng 14 pixel, thì bây giờ anh sẽ lấy luôn margin right là 14 pixel đi, rồi các bạn sẽ thấy là khoảng cách giữa các icon nó là 14 pixel rồi nha. Đó, nhưng mà lại bị một cái vấn đề này. Đây là cái thằng icon cuối cùng á, nó cũng vẫn margin right. Này, anh show cho bạn coi này. Thằng icon cuối cùng này, nó vẫn margin right, trong khi đó thì mình chỉ cần là thằng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là nó margin là để nó cách cái thằng bên thằng gọi là thằng cái tầng cái thằng bên phải của nó thôi. Nhưng mà thằng cuối cùng thì nó không còn thằng nào nữa nên là mình không muốn nó margin right. Thì á có hai cách. Cách thứ nhất nếu mình biết là số lượng cái phần tử, giả sử mình biết ở đây là mình có 4 phần tử này thì cái phần tử thứ 4 á mình thêm cái icon, ví dụ là icon còn anh thêm một cái class là icon last là cuối cùng chẳng hạn. Sau đó thì anh cái icon last đấy anh select cho cái icon last là cái margin right bây giờ không phải 14 nữa. Anh sẽ margin right bằng 0 pixel. Bằng 0 là được, không cần là chữ pixel phía sau nữa. Thì các bạn thấy này, cái thằng này nó không bị không không có cái margin right ở phía sau nữa đâu này,
trong đó những hàng icon khác thì có. Thực ra là vẫn có cái icon này thì nó có margin right bằng 14 pixel. Tuy nhiên thì cái icon last này nó có margin right bằng 0 nên nó đang đè lên cái thằng này rồi. Đấy là trong trường hợp các bạn biết rõ là cái giao diện của mình á, nó có mấy cái phần tử, mấy cái item. Tuy nhiên thì trên thực tế khi mà làm á, thì mình không biết được nó có bao nhiêu item. Đấy, ví dụ, giả sử trường hợp đi, đây là bài danh sách bài hát đi chẳng hạn. Thì bạn không biết được cái bài hát nào là bài hát cuối cùng. Trong cái danh sách nó sẽ có 5 bài, có 10 bài hay 15 hay 20 bài. Đấy, thì mình sẽ có một cái câu gọi là select, gọi là một cái kiểu selector khác. Nghĩa là mình vẫn gọi được cái icon này, không cần phải viết class mới nữa, nhưng mình kết hợp cái dấu hai chấm này, xong đó nó có một cái thuộc tính là gọi là last children. Last children là đứa con cuối cùng á, thì mình sẽ margin là không, thì nó được hiệu quả tương tự. Ví dụ bây giờ tương tự nhá, anh muốn thằng đầu tiên này nó phải có cái icon này, nó phải có, ví dụ icon này anh sẽ cho cái background bằng red đi chẳng hạn. Đấy, anh muốn thằng phần tử đầu tiên nó phải có cái background bằng red, thì anh cũng copy y hệt cái icon này, nhưng mà anh sẽ chọn, đấy, anh copy ra, nhưng mà anh sẽ có thêm, thay vì last child thì mình sẽ sử dụng thuộc tính là first children. First children đúng là sẽ có màu xanh này. Đấy, first children thì nó sẽ có cái background. Hoặc là anh cho vẫn bạn là margin đi, nhưng mà thay vì 14 pixel anh cho nó margin right là 30 pixel đi. Đó, nó to lên rất là nhiều. Đấy thì các bạn thấy đây, phần tử đầu tiên này, anh F5 lại để bỏ cái thuộc tính mà anh vừa sửa đây. Nó sẽ có cái kích thước khoảng cách so với lại những thằng còn lại nó cách xa hẳn này, do là anh đang select theo first child, last child. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái bộ lọc khác, ví dụ ngoài first child, last child nhá, bây giờ anh sẽ dùng có cái gọi là NTH children. Đó, NTH children là đứa con thứ mấy đấy. Thì bây giờ anh sẽ cho là đứa con thứ nhất đi, là margin right là không. Thì các bạn thấy này, cái thằng đứa con thứ nhất là cái thằng icon thứ nhất đấy, nó sẽ có margin right là không, thấy không? Và những thằng icon sau thì vẫn có này. Bây giờ anh thích thì anh sẽ thay bằng margin icon thứ hai chẳng hạn, thì cái thằng thứ hai nó margin right bằng không. Rồi tương tự thứ ba, đấy thì thằng thứ ba nó margin right bằng không, anh có thể ghi là bằng 1,3 thử coi được không nha. À, nó không cho phép mình truyền những số này đây, nhưng mà 1 với 3 là anh rút ra quy luật này, nó đều là các số lẻ phải không? Thì mình sẽ có một cái toán tử mình có thể truyền vào được thứ n, và mình có thể truyền ra là 1 à 2n thì 1 là một cái phép toán, nó n là một cái số tự nhiên bất kỳ, thì 2n thì nó luôn luôn là số chẵn phải không? Một số bất kỳ mà nhân với 2 thì luôn là số chẵn, và trừ đi 1 thì nó sẽ luôn ra là số lẻ. Thì ở đây mình sẽ thấy này, ví dụ cái icon thứ nhất là số lẻ này, là margin right nó bằng không, các bạn thấy này, anh zoom to màn hình lên cho dễ nhìn này, margin right bằng không. Rồi cái icon thứ hai là số chẵn, nó vẫn áp dụng là margin right 14. Icon thứ ba là margin right nó lại áp dụng bằng không. Đấy, tương tự bây giờ anh muốn định dạng số lẻ thì anh chỉ cần bỏ cái n này đi, đó thì tương tự bây giờ nó nhảy ra cái số đầu tiên này, cái thứ hai là số lẻ này, số 3 nó chạy này, số 4 lại là số chẵn này, nó lại áp dụng này. Thì tương tự anh cũng có thể là thay bằng 3n hoặc 3n trừ 1, thì anh có thể đưa một cái biểu thức toán học ở đây 3n phải không, 3n là thằng thứ ba đấy, 0 1 2 rồi đến thằng thứ ba là áp dụng cái hiệu ứng này. Đó thì mình có thể kết hợp linh hoạt để mình định nghĩa một cái đối tượng. Ok chưa? Mình còn 9 phút nữa. À, ok, các bạn đã PN thì học qua cái selector này chưa nhỉ? Dạ em học rồi. Đó, ok. Bữa trước học thì chắc là hiểu rồi, anh giải thích lại thì cũng hiểu rồi phải không? Dạ, nhưng mà anh ơi, cho em hỏi cái Em hỏi cái test overflow á, cái gì? cái test overflow á, cái cắt cái chữ anh, ví dụ mà mấy cái script của bài hát á, mình bỏ cho một cái deep rồi mình cho cái deep đó là test overflow thì nó cắt cái chữ đó không? Test overflow thì anh nhớ là nó phải kết hợp, ví dụ đây, anh thử luôn ở đây, đây với thằng này đi, thằng H3 này đi, mình xem cho cái test overflow thì nó sẽ có những cái là eclipse này, hay là thường thường là anh hay dùng clip hoặc eclipse này. Đấy, nhưng mà cái thằng này không, nó sẽ không chạy, mình phải kết hợp với lại một số cái tham số khác.
Ví dụ là thằng này mình thấy là width của nó là 840 pixel này. Anh bây giờ anh thử set width cho nó này là 200 pixel thôi. Đó. Thấy chưa? Thì khi đó test overflow anh đổi cái phổ biến khác đi. Nó đang không ăn này. Cái thằng test overflow nó là thuộc tính CSS nâng cao, nó phải kết hợp với lại một số thằng nữa chứ không, nó không có tự một mình, nó không có tự nó không có tự ra được á. Nó không có tự gọi là nó không có tạo ra hiệu ứng nào, giống như kiểu em sử dụng align tầm center hoặc là justify content á thì bắt buộc em phải sử dụng cái thằng display là bằng flex á, còn những cái thằng khác thì nó sẽ không kết hợp ra cái gì á. Work graph. Đợi đợi anh tí để anh search thử này. Lâu rồi anh không xài. Cái thằng test overflow ở đây này, và anh thấy là họ đang sử dụng là họ phải kèm theo với lại thằng white space này là và overflow. Anh sẽ thử lại nhé. Không cần núi cả. Overflow hidden này. Rồi. Và nó thêm có phải có cái white space nữa là no grab nữa. Đó. Nhưng mà mình vẫn phải set width cho nó chứ. Đấy, thế này nó mới ra này. Thì những cái yếu tố này nó tác động lên nhau này. Đầu tiên á, white space á, no grab là nó hiểu là giữa khoảng trắng á, hết khoảng trắng thì no grab nghĩa là không có cắt xuống. À, là không có xuống dòng đấy. Tiếp theo overflow hidden này là nó hiểu là giả sử như mà cái đoạn content của mình nó hết rồi thì sao, nó sẽ hiển thị tiếp không, à, cái dòng của nó có hiển thị nữa không, thì nó ở đây hidden nghĩa là không hiển thị. Và mình xét bởi vì mặc định á là cái thằng H3 đấy cái độ dài của nó rất là dài, nó dài hơn cái test nên nó đủ để hiển thị toàn bộ nội dung. Tuy nhiên là khi mình xét cái width cho nó là ngắn hơn đấy thì trong giống như cái ví dụ của S3 này thì nó mới gọi là cái chữ khi đó nó mới dài hơn cái đoạn cái khung chứa nó, thì khi đó cái thằng test overflow này nó mới có hoạt động, nó mới có tác dụng này. Thì thằng test overflow này nó sẽ hiểu là nếu mà chữ mà bị dài quá, dài hơn cái khung ấy thì ta sẽ phải xử lý như thế nào. Đó thì thường thường người dùng cái ellipsis này là để cho nó hiển thị dấu ba chấm này để người dùng khi nhìn vô người ta biết được là đằng sau nó còn có dấu chấm nữa ấy. Là có là nội dung nó còn phía sau nhưng mà ở đây ta không hiển thị hết được. Em hiểu chưa? Dạ em hiểu, nhưng mà đây là đối với trường hợp cắt ngang thôi, còn mình cắt dọc thì sao? Cắt dọc hả? Dạ ví dụ như là nó nằm một, nó kiểu mà nó xuống hàng á, xong rồi nó dài À, một đoạn chữ mà thì dài lên phải không? Để dạ. tí để anh thử nha. Đây. Thì cái này nó lại có một cái thuộc tính nữa, anh quên mất code rồi. Đấy, nhưng mà nó có thể là anh hay thật sự là how to display test in view July chẳng hạn. Đấy, nghĩa là mình ý tưởng của em là giả sử như cái đoạn test này của anh nó đang hiển thị trên 3 dòng thì em muốn cho nó hiển thị trên 2 dòng, xong hết 2 dòng là nó mới chấm chấm phải không? Dạ đúng ạ. Đúng. Thì ở đây nó có code luôn này, có code sẵn luôn này. Đâu anh khai coi, anh hay dùng cái thằng này này. Đấy, thì ở đây mình sẽ không phải set width nữa. Thực ra là vẫn set width nhưng mà width ở đây là anh set để cho nó nhanh xuống dòng hơn thay vì anh phải thêm content cho nó thôi. Thì giờ mình không cần mình sử dụng những thuộc tính này nữa này. Đấy, mình sẽ sử dụng những thuộc tính mà bên kia nó cung cấp nhỉ. Vẫn là overflow hidden này. Để nó biết là nếu mà chữ dài quá thì nó có hiển thị tiếp không, nó hiển thị hết ra không á. Đó, tiếp theo là display webkit box. Đó, là cái đây là thuộc tính là lên của webkit này, nó là config cho cái trình duyệt ạ. Đấy, webkit line là claim này là cái số lượng dòng mình muốn hiển thị á. Ở đây mình có thể tăng giảm xuống, ví dụ một dòng nó hiển thị một dòng, hai dòng hoặc ba dòng, mình có tăng cái số lượng lên. Đấy, còn cái hướng orient này là cái hướng ấy, cái chiều của nó là vertical á. Đấy là vertical là theo đang là theo theo chiều dọc phải không? Thì ok chưa? Thì như anh nhé, bản chất là khi mà gặp cái case này anh cũng không nhớ rõ code nhưng mà anh nhớ cái khái niệm hoặc là anh nhớ cái cách thức để mình search á,
là thường thường anh hay vô mấy web này, anh vô nó có sẵn code là anh chỉ cần copy bỏ vô đã chạy thôi. Ok, em cảm thấy ổn chưa? Dạ ổn ha. Mà anh có cái đoạn đó anh bỏ qua em luôn, anh bỏ đi chép dịch luôn. Ok, mình không cái mic 200 này không cần này, chỉ cần ba cái này thôi. Anh sẽ Anh ơi, bữa sau cái để em tạo Google Meet cho, tại vì bên mail em bên bên trường công là đang ty lâu hả? Ok, á. nếu vậy thì trước, nếu như mà có học online thì trước khoảng 5 phút đi, 8 giờ kém 5 đi thì 7 giờ kém 5 nhé, anh sẽ nhờ em tạo hoặc em ném link lên thì em sẽ approve cho anh vô vào cái này. Ok, thế thì tốt quá rồi. Rồi ok. Thế thì hôm nay căn bản là anh đang có việc bận nữa, anh đang ở nhà soạn giáo trình nên là anh mới dạy online, còn bữa sau thì anh sẽ cố gắng là dạy offline cho các bạn. Thì bởi vì bữa sau anh sẽ gọi là anh review code nữa. Thì vừa nãy có một bạn chia sẻ với anh là bạn ấy code một đoạn ngắn thôi nhưng mà nó dài đến tận 5 60 dòng á, thì cái đấy là bình thường. Ban đầu anh code anh cũng vậy, nó rất là dài và nhiều class thừa. Thế tuy nhiên thì về sau, về lâu về dài á, thì mình sẽ kiểu là biết được kinh nghiệm á. Anh ví dụ một cái nhá, giả sử ban đầu mình code sẽ như thế này, anh sẽ có một thẻ deep, anh có class là abc gì đó đi đấy, xong bên trong anh lại có một cái thẻ deep nữa đấy, xong có class là ab à xyz đi, xong bên trong nó mới có cái nội dung là chữ hello, được chưa? Đó thì ban đầu á có thể các bạn sẽ không quen, các bạn muốn làm thế nào nào, cái đoạn chữ của anh ở đâu rồi, chữ hello ai hình như ở đây đấy. Đấy thì giả sử nhé, ban đầu các bạn sẽ như thế này, cậu cái thẻ abc thì mình có thể là vừa là packing của nó là 20 pixel, xong mình vừa có thể margin là 20 pixel, nhưng mà bởi vì các bạn không biết cách kết hợp với nhau, thế nên là ban đầu á các bạn có thể là thẻ thằng cha bên ngoài đó, các bạn cho nó packing thôi, margin thôi, xong rồi cái class bên trong các bạn mới cho nó margin là 20 pixel. Alo. Mình quay lại cái link ban đầu xem thử được không? Đó, như vừa nãy anh ví dụ đấy, thì bởi vì là không quen thế nên là mình rất hay dễ là lồng nhiều class vào nhau, ví dụ đây là packing mấy cái đó, thì rõ ràng là ở đây á, mình có thể tinh gọn là không cần đến phải hai cái class, mình còn chỉ có thể một cái class thôi, thậm chí là trong cái chữ hello này chẳng hạn đó, lại còn thêm cả một cái thẻ p nữa để định dạng cái màu sắc cho cái chữ đó. Thì nếu như mà bạn làm lâu rồi, bạn có kinh nghiệm chẳng hạn, thì bạn chỉ đơn giản là sử dụng một thẻ deep, xong rồi bên trong là các bạn để hết padding, margin rồi là màu background, trừ trường hợp không gọi là mình cần phải phải thêm class, thêm lớp á, thì mình mới thêm thôi, còn không thì mình sẽ tối giản hóa được cái số lượng của dòng code này. Đấy, mình chỉ cần define rất rất nhiều cái gọi là cái gì nhỉ, cái class hoặc là cái ID, sau đó thì mình selector nó để mình định nghĩa cho, định dạng cái format cho nó thôi. Đó thì bữa sau thứ năm á, các bạn cầm bài lên thì anh sẽ mở code ra của từng bạn, anh sẽ xem thử là các bạn đang viết ổn hay chưa, và anh sẽ sửa cho từng bạn một luôn này. Anh sẽ không sửa cái chi tiết là nó hoạt động như thế nào, anh sẽ chỉ xem code và xem thử là mình có tối ưu được từ cái code đó không thôi.
Các bạn hiểu chưa? Hiểu. Đó. Thì cơ bản nội dung của hôm nay là như thế. Thì bữa sau thì anh sẽ giới thiệu cái theme và mình sẽ không cắt cái giao diện của cái nhạc của tôi này nữa. Nên là anh mong là nốt buổi hôm nay á, thì các bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành được càng nhiều càng tốt. Làm được càng nhiều thì bữa sau anh review được càng nhiều. Ok. Đó là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay đấy. Các bạn có ý kiến gì nữa không? Cứ bật mic lên là nói đi. À, có cảm thấy anh bị nói nhanh quá hay là không hiểu chỗ nào không? Dạ không ạ, lại bình thường. Ok. Bạn nào mà cảm thấy ngại, cảm thấy chưa hiểu mà ngại quá thì có thể inbox trực tiếp cho anh, inbox riêng, bởi vì ngại thì nó cũng được. Thì không sợ là bị đánh giá là kém hơn hay là ấy hơn gì đâu. Mình đã đi học nghĩa là mình không biết, hoặc là mình đang có cảm thấy mình kiến thức mình chưa đủ tốt thì mình mới học, mà đi học xong mà cuối cùng lại còn cảm thấy còn mông lung hơn thì học làm gì. Thế nên là có vấn đề gì thì cứ nhắn tin nhanh luôn nha. Ok. Đó, thế thì thứ năm thì dự kiến là vẫn học bình thường. Thế nên là các bạn cứ đấy, hôm nay là buổi học hôm nay kết thúc ở đây thôi. Các bạn có thể nghỉ được rồi. Em chào anh. Chào anh ạ. Cảm ơn các bạn nha.